Ok anh em ơi, và bây giờ chúng ta sau khi đã tìm đủ nguyên liệu thì Khải đã chuẩn bị cho mình là chuẩn bị bao tay ép 5 dòng anh em ơi, hoặc 1 5 dòng như nào. Thì đây, cái này là chuyển hóa, đây là sinh lực cao, đây là nỗ lực cao, đây là thể lực cao, còn đây là kháng loại ẩn 2 như nào. Rồi, chúng ta sẽ ép bao tay này cho anh em xem. Khải đang định ép bao tay ẩn 1, nhưng mà ngược lại thì cái dòng chuyển hóa sức thương nó không có, nên tìm ẩn, tìm sức chuyển hóa sức thương ẩn 2 không ra nữa mà. Là mua cái này nha, ép phần hai cho chất lượng nha, ép phần hai thì sinh lực một lượng thì hơi phèn cho nó rớt lên thôi, thì nó ra 400 xu, vì ống một ống hai thằng nghĩ tầm này cũng như nhau nên mua 200 vạn thôi, nó phí, tại vì kiểu mang chủng nấm hành đó, nó mọc kiểu phải mang chủng nấm hành thôi, nếu đỡ mọc chủng nấm hành cái đó là 3.000 ba thì kiểu nó cứ được là ok, cho nên kiểu ống hai mình có sẵn mua cho nó phí rồi, là ok, chúng ta sẽ rút cái dòng đầu tiên đó là lấy dòng sinh lực nha. Sinh lực 158, hiện tinh 3, ẩn 1, quanh hiện 1 chứ hiện 1 chứ. Đó. Này có tù 67 nè, 67 nó sinh lực cao thôi, phẩm 158. Xấu nè, tiếp tục nè, mình sẽ lấy dòng một chuyện hóa sát thương. Đây này nè. Rất thương. Ông 1 6 này. Dòng nội lực như này. Nhìn thân này. Này khả năng ép bao tay mộng nè, bao tay mộng 5 dòng luôn rồi. Nhưng không còn lồng đào nó sẽ mang như nè. Sẽ lấy bao tay hồng thủ lý qua chuyển qua con thiếu long. Thiếu long xe. Ép dùm cho anh ông anh Campuchia ma thần luôn rồi. Nỗ lực như nè. Tụng cái này auto phẩm đem đúng không nè mày. Hai náo vai. Phẩm đem mấy lần rồi mọi người. Quá thiệt. Cái hiện hai lúc nào phẩm đem vẫn tụng nè. Quên cũng nhiều đó thêm cả Phúc Duyên luôn. Nó auto rất đem luôn nè mày. Cái dòng hiện hai của mình với nãy cái nón thủy kìa. Nón thủy nó cũng rất luôn nè. Nón thủy nó cũng rất đem luôn. Vái đó. Bắt đầu hành động. Lấy đến dòng kháng lôi như nè, kháng lôi hiện ẩn 2 hiện tinh nè, hiện gì cũng hồi kháng lôi ẩn 2 nè, kháng lôi 20 rồi lấy ẩn 2 như nè. Tìm đâu ra hình bóng xanh bên người tình bài. Anh. Nó cố gắng lấy cái phẩm cao cao một tí rồi mà. Sao đưa trở về sang cân. Chọn là phẩm 8 là chiếc kẹo. Chọn phẩm 7 rồi mà. 7 là tốt mới thì tên rồi. Bây giờ lại lấy thêm thì tên rồi mà. 7 tốt mới thì tên rồi. Tốt thêm như thì tên rồi. Hai dân thì tên rồi, lấy thêm hai dân thì tên rồi. Bốn trẻ tương dương. Rồi rút thêm trong thu lực lần cuối luôn. Thêm tên lực lần cuối luôn. Sợ đó, đó. Mà không sao đó, rồi đây full thì tên rồi. Người tên nó không bao mơ nữa. Thuận lực 6 biết bao tay có 10 là nói không nè.
Lộn sợ rớt quá anh em, thêm hai dân gửi phí dữ ta. Phòng 7 nữa mình sau này mình làm như làm như rồi. Này phòng 7 sợ rớt rồi mà. Được Khải hỏi một thêm viên thiền tình, một thêm viên ok anh em ơi. Phải như rồi thì Khải rút phòng 7 nha nè. Bị lỗ 2 kim anh em ơi. Thì nói chung phòng 7 này với app này thì Khải không dám chơi nữa. Bây giờ Khải đập rút lại một lần như thế này. Rút lại với một cái phôi mới rút lại một lần như thế này. Cố gắng phòng 8 nè mà. Phòng 8 nhưng còn phòng 7 thì chịu á. Mấy không thể nào mà đọc nói đâu. Tin 3 nè. Ông 2 nè. Thì tin 1 nè. 2 3 4 nè. Này là phôi này mình chơi. Này mình giảm viên thì tin lại nè mà. Này thường thường như thế này là auto phòng 8 rồi. Mà do nãy mình bị đen bị xịt nè. Phòng 7 là xịt rồi. Không biết có lên nó 8 nữa không nè. Trung bình như thế này là phòng 8 auto nè. Ok thấy chưa? Nãy 5 viên thủy tinh vật xịt rồi mà. Nói chung là ảo mà ảo lòi vài đói. Nãy 5 viên thủy tinh lại xịt. Nói chung là cái chuẩn công thức của nó là 4 thủy tinh. Nhưng mà mình lại sợ nó rớt. Mình càng sợ thì nó lại rớt nữa. Quá đau đầu vậy mới nói chứ. Ok, giờ chúng ta sẽ vào một cái vòng kia nè. Giờ còn lại là như thế này là chuẩn rồi nè. À, vô tay nha nè. Bây giờ khai sẽ ép ép một tay vô vô tay này thì ép 5 vòng mọi người. 5 vòng thì một vòng tương đương mất hơn 50 vạn thì 5 vòng còn hơn 1 kim nữa mọi người. Vòng hơn 1 kim. Ok bây giờ sẽ dòng sinh lực lần thứ hai sẽ mở mấy cái này ra nhiều nữa. Hiện tinh 3 này phẩm 6 này. Sinh lực nào, sinh lực nào. Ok 109 186. Ok tiếp tục nè. Dòng chuyện hóa nè. Chuyện hóa nè. Chuyện gió phẩm 6. Lấy thêm phục diện. Chuyện hóa nè. Hiện tinh 3 nè. Chuyện hóa này mắc thì 10 thôi nè mà. 10 điểm là mắc rồi. Mười nè, tiếp tục đánh dòng nội lực nè. Anh Khải nhảy thành đó. Ok, đánh dòng nội lực. Nội lực phẩm 5, cho anh Dương Thị Tình nè. Trăm tám sáu, ô hai cái hai dòng 186 đẹp vậy chứ, họ giờ đánh dòng không lo nhưng mà, lồng ép một phần tường này. Rồi, mình sẽ ép một phần tượng hình tinh 3 nè. Phần 8 nè. Rồi, 6 thủy tinh. Giống như dòng khăn họ lúc nãy thôi nè. Hai bên phụng viên. Rồi, này đưa vô dòng khăn lo 30 nữa là đẹp nha nè. Giờ dòng thổ lực dòng cuối mà Khải không có hiện tinh nên mà Khải muốn hiện tinh nữa. Thổ lực dòng cuối nè. Dòng cuối Khải bỏ full. Rồi Khải mua một viên hiện tinh nữa nè mà. Đó nè, video trước thì Khải ép nó nè. Đó 40-25 sinh khí 20. Nói chung là nó này quá đẹp rồi. Mắc pin nè. Đẹp không? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đợi cái bao tây này xong nữa là xong hai món nữa. Đó, một nón thủy. Nói chung nón đó Khải ép thì vừa có thể đánh được 5 hành và vừa có thể đánh được set ông ban cũng như là hiệp cốt nữa. Đó, chống kháng họ cho 1 và 2.
Thì đánh được năm hành vô tư luôn em ạ. Ok, nó bay phai rồi. Khải không có hiện tinh 3, giờ Khải đi ép hiện tinh 1 lên hiện tinh 2 này. Thành công rồi. Ok, tiếp tục hiện tinh 3, hiện tinh 2 lên hiện tinh 3. Thử nha mọi người. Lên luôn dùng cái. Ô, lần này mất nguyên liệu nè em. Trời ơi, mất rồi. Không được nữa. Quá nhỏ quá. Chung quá, chung quá. Nó phải lên hiện tinh 3 này nè. Ở đấy nhân viên đi. Ok, có nè. Thành đô nha môn dịch. Ok, có nè nè mọi. Nhà môn viên tinh 3. Làm thì gì nữa mà ép khó quá, chịu quá. Để đi mua nè, ép khó quá, anh xuống rất liệt, bất liệt. Rồi, để tay ông anh giao dịch em qua đây nè mọi. Ok. Rồi, đấu yên tinh rồi mọi. Xem bên này hiện tinh 1 không ép được nè mọi. Nên là anh em cũng thấy hiện tinh 1 không ép được. Đang phải cho hiện tinh 3 ép được nè. Ok, bây giờ đọc nè. Rồi, tương dương, dòng cuối cùng. Trong cuối cùng là sáng một tay. Rồi, full thoát lực thôi. Full thoát lực kiểu như kiểu cũng 1.8, 1.9 nữa em ạ. Full phúc duyên. Nhưng đại. Tính là ép một món trung bình là 50 bình phúc duyên thôi nè. Biết đâu nè. 2-5 điểm. Nhiều điểm rồi. 188, đồ, tưởng 186 nữa, bộ 3 luôn nè. Đó, ok. Hôm nay thì cũng xong như này. Hôm nay thì cũng xong 2 món cho ông anh này, ép dùng anh. Cái này được Khải mua cho bởi chuyện giáo đang thôi. Đó, thủ thủ lý chậm. Ở cái này Khải cũng mua này, đồ sắc đồ công 183. Thời gian chúng đọc xin được lực luôn. Rồi, cái này thì vừa ép. Đây vừa ép, ok. Xong như năm. Rồi, ok anh em ơi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Đừng quên đỡ lại cho Khá một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đã thành công 2 món mắt ngọt nha nè. Đây anh em ạ. Thắng là 10 chuyện hó. Đó, theo yêu cầu là đạo đọc mắt hoài. Đó. Dạ thôi. Ba đồ tím cấp 10 này, nói chung xin nó tầm 180 nè. Không có đồ có thấp thấp thì nó mới lên 190. Hình hơn thì 12 chân nè. Đó. Rồi, quá đẹp rồi. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha, đừng quên đó là khám, like, chia sẻ, hỗ trợ cho anh em ơi. Và hẹn anh em ơi những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.